là màu sắc quan tài bại lộ dưới ánh mặt trời thời điểm. Cái này có quan tài cuối cùng vẫn là dừng lại, lơ lửng tại chỗ, tựa hồ là đang do dự cái gì. Có lẽ là bởi vì tại sâu trong bóng tối trở đến thời gian lâu, đột nhiên đến ngoại giới, có chút không có thích ứng. Lơ lửng một lát, trong quan tài vang lên trùng điệp thở dài. Thanh Nhu tiểu trúc, Tư Vô Nhai ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Chi Hành nhìn xong phi thư về sau, không người nói. Giáo chủ, Ngũ Thử đã chết, thi thể liền thả tại Kim Bình Sơn dưới chân. Tư Vô Nhai lộ ra rất bình tĩnh hỏi, người nào giết? Một vị bạch y tóc trắng nữ tử, cái khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Tư Vô Nhai mới mở to mắt, nói ra, Lục sư tỷ. Diệp Chi Hành nghe vậy kinh ngạc nói, là Ma Thiên Các Lục tiên sinh hành vi. Tư Vô Nhai mỉm cười nói ra, tra một chút vị trí của nàng, ta nghĩ cùng nàng gặp một lần. Vâng, Diệp Chi Hành tiếp tục nói, thuộc hạ còn có một việc báo cáo. Nói, Thượng Nguyên Thành đại loạn về sau, Thần Đô phải quân bình loạn, Nguyên Thủ Thành thượng tướng quân đã chết. Việc này, Vu giáo chủ biết về sau cao hứng phi thường, một tháng trước xuất U Minh giáo vạn người, tiến đánh Chính Nhất Đạo. Chính Nhất Đạo không địch lại, môn chủ Trường Viễn Sơn không biết tung tích. Hiện nay, Chính Nhất Đạo địa bàn đã tính vào U Minh giáo. Diệp Chi Hành nói ra, Tư Vô Nhai nghe vậy, thở dài nói, đại sư huynh thủy chung quá vội vàng, đại không cần phải như vậy, dựa theo ta ban đầu tưởng tượng, Trương Viễn Sơn cũng đào thoát không xong. Vu giáo chủ cũng không thèm để ý Trương Viễn Sơn chết sống. Diệp Chi Hành nói ra, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đại sư huynh làm việc không đủ triệt để, giáo chủ anh minh. Diệp Chi Hành vỗ mông ngựa xong, tuyệt không rời đi. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Giáo chủ, mai cái này duy trì Vu giáo chủ, vạn nhất nhị tiên sinh chỗ đó sinh khí, nhị sư huynh chỗ đó ta tự sẽ giải thích, không cần phải lo lắng. Diệp Chi Hành gật gật đầu lại nói, U Minh giáo đến nay thế lực càng lúc càng lớn, thuộc hạ lo lắng ngài công cao trấn chủ. Từ xưa đến nay, công cao trấn chủ đều không có kết cục tốt. Dưới mắt Tư Vô Nhai vai trò chính là loại nhân vật này. Hắn vô điều kiện, thậm chí tận hết sức lực địa trong bóng tối trợ giúp U Minh giáo, mới khiến cho U Minh giáo có đến nay thế lực. Dù là Vu giáo chủ hứa hẹn phong phú điều kiện, có thể Tư Vô Nhai toàn bộ một cái từ chối. Quan hệ giữa bọn họ đích thật là sư huynh đệ, tình nghĩa đồng môn, so với bình thường quan hệ tốt nhiều lắm. Vấn đề là Vu Chính Hải có đoạt thiên trì lớn, dạng này người nếu không có điểm đế vương tâm thuật, làm sao giúp đỡ thiên hạ? Tư Vô Nhai quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Hành, nói ra, Chi Hành, ngươi cảm thấy tu hành giả tồn tại ý nghĩa là cái gì? Diệp Chi Hành liền giật mình, không nghĩ tới giáo chủ lại đột nhiên hỏi cái này cái vấn đề. Nói thơ mào, rất thơ mào, làm bộ làm tịch trả lời, lại không chân thành, tuy tiện trả lời lại lộ ra nông cạn. Người ta nói thoải mái, Tư Vô Nhai nói ra, giáo chủ, thuộc hạ coi là, người đạp vào tu vi, vì chính là gia tăng thực lực, có nhiều đại thực lực, liền lớn bấy nhiêu khẩu vị. Diệp Chi Hành nói ra, Tư Vô Nhai gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống hỏi, ngươi hiểu như vậy cũng đúng, về sau có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết những vật khác, cần tuân giáo chủ dạy bảo. Một ngày sau, Kim Đình Sơn dưới chân, tại Hoa Vô Đạo mệnh lệnh dưới, Ma Thiên Các nữ tu hành giả, bốn phía tuần tra, từ đến, chúng nữ tu hành giả bị bình chứng truyền đến thanh âm hấp dẫn, sôi nổi ngước đầu nhìn lên, nơi mắt nhìn thấy, lam sắc bình chứng xuất hiện rõ ràng ba động, cái này khiến bọn nàng lo lắng bất an. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong treo ở trên nhánh cây nhìn xem phương xa. Các chủ lão tiền bối bế quan tu hành, chẳng lẽ dự định hấp thu còn lại bình chứng lực lượng? Chu Kỳ Phong nói ra, khó nói, ai, nếu thật là dạng này, chỉ mong bình chứng lực lượng có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Phan Trọng nhìn về phía Chu Kỳ Phong nói ra, ngươi hối hận rồi? Chưa từng hối hận, Chu Kỳ Phong trả lời. Phan Trọng nhìn một chút cách đó không xa nữ tu hành giả nhóm, ánh mắt lại lần rơi trên người Chu Kỳ Phong, nói ra, nếu để cho ngươi đi chết, ngươi biết sao? Phan huynh, ngươi thật là đủ ý tứ, lôi kéo ta lời. Chu Kỳ Phong liên tục bạch nhãn, ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm biến đến. Đó là cái gì? Vụt, Ma Thiên Các nữ tu hành giả toàn bộ rút ra trường kiếm, như lâm đại địch, nhìn phía xa điểm đen. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đồng thời nhìn sang. Bầu trời xa xăm bên trong, một cái hắc sắc điểm từ từ phi tới. Cách gần đó, kia hắc sắc điểm dần dần biến thành hắc sắc hình vuông. Lại cách gần đó một ít, mới nhìn rõ ràng là hắc sắc hình hộp chữ nhật, cũng chính là quan tài. Chu Kỳ Phong mở to hai mắt nhìn, Phan huynh, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng này đi đường, ngươi gặp qua sao? Phan Trọng cũng là hai mắt đăm đăm, nuốt một ngụm nước bọt nói, không có, chưa thấy qua, hắn là thế nào đi đường, quan tài phía dưới đào cái động sao? Chu Kỳ Phong dần dần bình phục, lông mày lại nhíu lại, Phan Trọng vẫn là ban đầu dáng vẻ, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nữ tu nhóm sôi nổi lui lại, thối lui đến Kim Bình Sơn lối vào chỗ, xếp thành ba hàng. Chu Kỳ Phong nhảy xuống tới, đến đám người trước mặt, quay đầu lại nói, ngươi, trở về bẩm báo trưởng lão. Vâng, Phan Trọng cũng tại lúc này nhảy xuống, cùng Chu Kỳ Phong sóng vai đứng chung một chỗ. Cố quan tài kia hạ thấp độ cao, đế không lướt đến. Quan tài chung quanh, giống như là bị một cỗ đặc thù cương khí bao vây lấy giống như. Bốn phía mạo lấy quỷ dị hắc khí,
Phi hành quá trình bên trong, theo gió hướng về sau lướt tới, giống như là hắc sắc cái đôi, nhìn dị thường dọa người. Hô đền 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 đền, kia quan tài tốc độ tăng tốc, giống như là một trận gió, đền đền đám người trước mặt. Sau đó, dừng lại, lo lửng, đám người thở mạnh cũng không dám, hai mắt trừng lớn mà nhìn xem cái này của quan tài. Hắn nhóm trong cuộc đời đều chưa thấy qua dạng này ra sân phương thức, đến nay gặp một lần, đã khẩn trương lại sợ. Có lẽ là nhân loại thiên tính đối quan tài loại vật này mang có lòng kính sợ, cho nên hắn nhóm khi nhìn đến cái này của quan tài thời điểm, lộ ra chân tay luống cuống, không biết nên làm gì. Không khí ngột ngạt cực, cũng không biết trải qua bao lâu, kia quan tài mới phát ra thanh âm khàn khàn đến đến. Kim Bình Sơn, quan tài hơi hơi động góc dưới độ, Chu Kỳ Phong cổ nén khẩn trương, chắp tay nói, mời, mời hỏi, các hạ, chính là, công lão tiền bối, sao, người rất khẩn trương, quan tài bên trong thanh âm trầm thấp mà trêu tức, cái này, hắn có thể không khẩn trương sao được, Công Nguyên Đô thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không có tư cách để cơ huynh tự mình đi ra nghênh tiếp, hổ thẹn, hổ thẹn, Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng lộ ra vẻ xấu hổ, dẫn đường đi, Công Nguyên Đô phát ra âm thanh, công lão tiền bối, các chủ thân thể khó chịu, có thể hay không ngày khác trở lại, Phan Trọng đánh bạo nói, mê mơ, quan tài hướng lơ lửng, cao hơn đỉnh đầu của mọi người, quan tài chung quanh nguyên khí ba động cũng so trước đó mãnh liệt rất nhiều, nhất đạo trầm muộn tiếng cười, vang lên, cười đến đám người toàn thân nổi da gà, hắn nhóm không biết Công Nguyên Đô vì cái gì bật cười, Chu Kỳ Phong của quyết hạ lệnh, lui, đám người hướng lui về phía sau, lui trở về bình chướng bên trong. Phan Trọng ngẩng đầu nhìn bình chướng lực lượng, nội tâm lo lắng không thôi, bình chướng lực lượng yếu đến khó có thể tưởng tượng, đối mặt Công Nguyên Đô dạng này cường giả, gánh vác được sao? Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng tự biết ngăn không được cao thủ như vậy, lúc này mới ra hạ sách này, lui về bình chướng. Nhưng mà, cô quan tài kia như vào trốn không người, vượt qua bình chướng, vào Kim Bình Sơn nội bộ, bình chướng không có việc gì, mà lại không có bất cứ ba động gì. Cái này, hắn nhóm không thể nào hiểu được. Quan tài tiếp tục lơ lửng tại mọi người trên đỉnh đầu, liền giống như là có một đôi mắt giống như nhìn bọn hắn chằm chằm. Phan Trọng nhìn thấy quan tài phía dưới đường vân, kinh ngạc nói, trận văn, cái này không phải phổ thông quan tài, nếu không, làm sao có thể tại kiếm khư bên trong năm này tháng nọ mà không bị đến ăn mòn mục nát đâu. Quan tài biểu lộ ra rất bóng loáng, đường vân toàn bộ đều ở phía dưới. Công Nguyên Đô thanh âm khàn khàn vang lên, hậu sinh khảo ý, cung, lão tiền bối, người tốt nhất ngày khác lại đến. Chu Kỳ Phong rút ra trường kiếm, làm ra một bộ vật lộn bộ dáng. Thần đình, ha ha, ha ha, tiếng cười nói rõ Công Nguyên Đô không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn dù sao cũng là Bắc Đô kiếm đạo thiên tài. Hô, quan tài hướng phía dưới lao xuống. Đám người đồng thời tế ra nguyên khí, cương khí lượn lờ. Hắc sắc quan tài lập tức đánh tan đám người cương khí. Chu Kỳ Phong, Phan Trọng cùng chúng nữ tu hành ra đồng thời lảo đảo lui lại, không chịu nổi một kích. Không cần càng nhiều thực lực bày ra, đủ để chứng minh, cái này có quan tài bên trong Công Nguyên Đô, thấp nhất có nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Thần đình trung quy là thần đình, liền xem như 100 cái thần đình, cũng bù không được một cái nguyên thần. Bất quá, quan tài không có hạ tử thủ, đánh tan cương khí về sau, quan tài lơ lửng tại mọi người hậu phương chấm thấp nói. Dẫn đường, cũng chính là ở thời điểm này đến. Sơn thượng một danh nữ tu hành giả lướt xuống, cao giọng nói. Hoa trưởng lão có lệnh, để lão tiền bối lên núi, mà thiền các, trước đại điện, lãnh la. Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo đứng tại phía trước, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi ở vào tá hữu, những người khác toàn bộ liệt ra tại sau lưng. Cô quan tài kia chính là lơ lửng tại mọi người trước mặt, giằng co với nhau. Chân chính tận mắt nhìn thấy cái này của quan tài thời điểm, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, âm thầm lắc đầu. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, mặc dù bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi lão tiền bối, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỳ văn. Ha ha, một cái quan tài đến tìm sự tình, người mẹ nó tin sao? Yên lặng hồi lâu, quan tài bên trong mở miệng, cơ huynh ở đâu? Lãnh La hồi đáp, các chủ ngay tại bế quan. Hắn cũng rất thản nhiên, dù sao đều là sống đến từng tuổi này lão hồ ly, lẫn nhau đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Lúc này chơi loại kia bất nhập lưu lòng dạ hẹp hòi, không có ý nghĩa gì, chẳng bằng thẳng thắn đối đãi. Bế quan, Công Nguyên Đô thanh âm lộ ra trầm thấp nghi hoặc, từ kiếm khư trở về sau, các chủ liền tại bế quan. Người không tin, Phan Ly Thiên nói ra, cô quan tài kia tả hữu giật giật, tại quan tài chung quanh, có rõ ràng nguyên khí ba động. Hưng phía bốn phía dập dờn, ngay sau đó, những cái kia nguyên khí biến mất, quan tài một mặt, hưng phía Lãnh La cùng Phan Ly Thiên ở giữa, đình trệ lơ lửng. Người là người phương nào? Cái này hỏi một chút, chính là hai người. Lãnh La cũng không che giấu, nói ra, Lãnh La, Phan Ly Thiên nói ra, lão hủ, hắn vốn muốn nói chính mình gọi Phan Ly Thiên, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, nhớ tới Tịnh Minh Đạo các loại, sửa lời nói, lão hủ chính là một khất cái, không đáng giá nhắc tới. Công Nguyên Đô ha ha nói, Lãnh La, tính toán ra, hẳn là 300 năm trước hắc bằng bảng thượng cao thủ. Đến mức ngươi, ha ha, cơ huynh khi nào trở nên như thế nhân nghĩa, liền khất cái cũng sẽ thu lưu. Các chủ trạch tâm nhân hậu, lão hủ tự nguyện lưu lại. Thú vị, thú vị,
Cung Nguyên Đô thật sự là lần đầu tiên nghe được có người hội ở ngay trước mặt hắn khen cơ thiên đạo. Đây chính là thiên hạ thiếu có. Nghe quen tiếng mắng, nghe chán lên án, đột nhiên có người khen, hoàn toàn chính xác có chút không có tập quán. Cung Nguyên Đô, ngươi muốn khiêu chiến các chủ, chỉ sợ làm người thất vọng. Lãnh La nói ra, đám người nhìn về phía Lãnh La. Thật sự là hắn có tư cách này, gọi thẳng Cung Nguyên Đô danh tự. Bao quát bên cạnh Phan Ly Thiên cũng thế. Mê mơ, ta đã vào Ma Thiên Các. Lãnh La nói lời kinh người. Cung Nguyên Đô trầm mặc. Mặc dù hắn trốn ở quan tài bên trong, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được ra hắn hẳn là đang suy tư cái gì. Một lát qua đi, Cung Nguyên Đô thanh âm từ quan tài bên trong từ từ toát ra. Lãnh La, người bị thương liền không cần lại hù dọa ta. Đến mức lão khất cái, trên người của ngươi khí tức lưu động dù yếu, lại là đi qua thiên truy bách luyện người. Đáng tiếc, dùng ngươi bây giờ tu vị, không thể nào chiến thắng ta. Lời vừa nói ra, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Những người khác thì là cảm thấy rất kinh ngạc. Theo lý thuyết, cao thủ so chiêu, hiện tại che giấu mình tu vi khí tức, Cung Nguyên Đô là thế nào làm đến? Lãnh La hồi tưởng lại vừa rồi quan tài phía dưới, dũng động ra nguyên khí ba động, nói ra, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, quá khen. Bắt đầu kiếm đạo thiên tài, Cung Nguyên Đô, đi đến đã 900 tuổi, ngươi như không có việc gì, sao lại mang theo quan tài mà đến? Lãnh La nói ra, phen này đối thoại xuống tới, song phương đều rơi vào trầm mặc. Cung Nguyên Đô mang theo quan tài đến, mục đích cũng rất rõ ràng, kia chính là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Như hắn thật sự là ở vào đỉnh phong thời kỳ, há lại sẽ sợ chết đâu. Ha ha, ha ha ha. Quan tài bên trong vang lên lần nữa tiếng cười đến đến. Ta cả đời này, chỉ có hai cái tiếc nuối. Một, không thể phá vỡ thọ mệnh đại nạn nan đề. Hai, không thể chiến thắng cơ huynh. Đáng tiếc, ta ngày giờ không nhiều. Nếu là có thể thỏa mãn tiếc nuối, vậy liền chết mà nhắm mắt. Lãnh La nói ra, ngươi như muốn thắng các chủ, kia trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Còn có lão hủ, còn có ta. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi cùng nhau lên tiếng. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong cùng với nữ tu hành giả nhóm cùng nhau rút ra trường kiếm. Chiến trận này không nhỏ, Cung Nguyên Đô cảm khái nói. Một đời người mới thay người cũ, tốt, rất tốt. Nói xong, quan tài chung quanh bốc lên quỷ dị hắc khí. Cái này không phải tiến công tín hiệu, mà là quan tài bốn phía khắc họa ký hiệu, từ từ biến mất. Cung Nguyên Đô tựa hồ đang chủ động yếu bất lực lượng. Đám người thấy được nghi hoặc, đây cũng là hát đến cái nào một màn. Quan tài cũng ở thời điểm này chậm rãi rơi xuống. Lãnh La thấy thế, cơ bản đã xác định Cung Nguyên Đô tu vi hạ xuống nghiêm trọng, nói ra, dù ngươi bây giờ tu vi, sợ là liên hoa trưởng lão lục hợp đạo ấn đều không thể phá vỡ, còn làm sao cùng các chủ đánh một trận. Ánh mắt của mọi người tập trung tại cỗ quan tài kia bên trên. Tu vi hạ xuống nhiều, chạy tới, đây không phải là chịu chết sao, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Trong lòng mọi người thở dài một hơi, Hoa Vô Đạo chắc tay, Vãn Bối Bất Tài, Vân Tông Hoa Vô Đạo, sau khi hạ xuống quan tài, đột nhiên hướng dựng đứng lên, quan tài phía dưới mặt hướng đám người. Dưới đáy đường văn lại lần nữa biến mất, không có trận văn, cái này có quan tài liền lưu tại nơi này, người sắp chết không sợ hãi. Cung Nguyên Đô thái độ cũng cơ bản rõ ràng minh bạch. Đường văn tiêu thất về sau, Cung Nguyên Đô thanh âm truyền khắp Ma Thiên Các, dung đạo loạn kiếm, dung đạo loạn kiếm. Đám người hai mặt nhìn nhau, tu hành dưới bên trong phương pháp tu hành bách gia tranh minh lại trăm sông đổ về một biển, trên bản chất đều là điều động khí hải hoặc là chung quanh nguyên khí ngưng kết thành cương. Duy chỉ có các gia lý niệm bất đồng, nhờ Thích Đạo Tam Môn dùng điều lý niệm khác nhau, sáng chế bất đồng phương pháp tu hành. Đạo môn, chinh kiếm đạo thành tựu tối cao. Cho nên, rất nhiều thích kiếm thuật tu hành giả đều sẽ lựa chọn đạo môn công pháp tu hành. Ra ngài kiếm, Vân Tông La Sĩ Tam, La Trường Khanh, kiếm sĩ Trần Văn Kiệt, thậm chí Lãnh La, Phan Ly Thiên đều là nguồn gốc từ đạo môn tu hành lý niệm. Bản nguyên giống nhau, điều lý giải lại gặp bất đồng. Vì vậy nói môn phía dưới lại mở bách gia, có người thiện trốn, có người thủ giỏi, có người thiện công, cũng có người ngộ tính cao, lĩnh ngộ ra tân kiếm đạo. Cung Nguyên Đô chính là như thế. Luận kiếm, Phan Ly Thiên cười ha ha. Lão hồ còn tưởng rằng ngươi muốn cùng chúng ta quyết tử đấu tranh. Quan tài trầm mặc, không nói gì. Đoan Mộc Sính hít một hơi, nói ra, kia không có chuyện của ta. Cãi nhau, lão tử am hiểu, ta không được. Cái này lời nghe đâm tâm. Hào hào luận kiếm, thế nào đến ngươi cái này biến thành miệng lưỡi chi tranh. Tiểu Diên Nhi ô một tiếng nói, ta cũng không am hiểu cãi nhau, ta cũng không muốn sau này là một cái chửi đồng bát phụ. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên nhìn về phía cỗ quan tài kia, cũng không biết quan tài bên trong kiếm đạo thiên tài Cung Nguyên Đô giờ phút này làm cảm tưởng gì. Phan Ly Thiên cười nói, lão hủ ngược lại là cảm thấy thật, nếu bàn về kiếm, Tiểu Diên Nhi đủ để thắng ngươi. Ta đồng ý. Lãnh La gật đầu. Vãn Bối cũng đồng ý. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng chăm miệng một lời. Tiểu Diên Nhi, ông đến đến. Quan tài hơi hơi rung động lên, phát ra quỷ dị thanh âm. Lúc này, một cổ yêu ớt nguyên khí tại quan tài bốn phía ngưng kết thành cương, nhát cái giống như là băng chùy, giống như kiếm cương, trôi nổi bốn phía, quay chung quanh xoay tròn, lập tức tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn ra được, quan tài bên trong Cung Nguyên Đô có chút tức giận. Cung Nguyên Đô trầm giọng nói, luận kiếm, đương nhiên không chỉ là công phu miệng,
còn có thay đổi thực tiễn. Ồ, Phan Ly Thiên không thể lý giải nói ra. Ý của ngươi là nói, một bên luận kiếm, một bên đánh. Tự nhiên, đám người liền giật mình, mới vừa buông lỏng tâm tình, lập tức lại căng thẳng lên. Cái này người tuyệt đối là bệnh tâm thần, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Bất quá, cũng không phải là cần liều chết tương bác. Cung Nguyên Đồ nói ra, Cung Nguyên Đồ tiếp tục nói, tu hành giả, từ thối thể vào thông huyền, liền có thể nắm giữ nguyên khí, cho đến thần đình ngự đạo, mới có thể nắm giữ tu hành chi đạo, dùng ngự đạo chi pháp, khống chế thông huyền nguyên khí, lấy kiếm luận đạo, kiếm đạo bản nguyên cũng là như thế. Phan Ly Thiên cười ha ha nói, lão hủ nghe rõ, người ta chỉ dùng thông huyền tu vi luận bàn, không mở pháp thân, không dùng vũ khí. Lão hủ nói đúng hay không? Nói trắng ra, kia chính là áp chế tu vi, đơn thuần so đấu tâm đắc cùng kiếm thuật. Đây đối với song phương mà nói, đều là phương pháp tốt nhất. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên tu vi không có khôi phục. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi tu vi tuy cao, nhưng nếu song phương liều chết tương bác, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Dù sao đối phương đã là người sắp chết. Tự nhiên, Cung Nguyên Đồ lúc nói xong lời này, quan tài lại lần nữa xoay chuyển trở về, đặt ngang ở trên mặt đất. Quan tài một bên cao, một bên thấp, chỉnh góc trích độ, cao một bên, mặt hướng đám người. Phía trên khắc lấy một cái hắc sắc chu lớn, giống như là sắc lệnh trên dưới chồng chất lên nhau chữ triện thể chữ. Nhìn dị thường quỷ dị, trước luận, sau phân thắng thua, mời. Cung Nguyên Đồ thanh âm theo nguyên khí lan lộn ra nhất đạo sóng âm, chuyển khắp toàn bộ Ma Thiên Các. Hoa Vô Đạo phất phất tay, đồng thời quay đầu lại nói, hậu sinh vãn bối liền không cần tham dự, đến hàn nhóm cấp độ này, càng nhiều giảng cứu đối kiếm đạo tâm đắc. Nhìn cho thật kỹ, đám người chắp tay. Phan Ly Thiên cùng Lãnh La nhìn nhau nhìn thoáng qua, ta tới đi. Lãnh La nói đi về phía trước mấy bước, tại hắn đi vào giữa sân thời điểm, cô quan tài kia bốn phía xuất hiện bất đồng hình dạng băng chùy giống như kiếm cương, có chút bất quy tắc hình dạng, nhìn rất kỳ quái. Kiếm đạo chi bản nguyên, dẫn động nguyên khí, ngưng kết thành cương thành lưỡi đao, thông huyền nguyên khí, nhiều nhất lưỡng đạo kiếm cương. Nói xong, quan tài bốn phía kiếm cương tiêu tán, chỉ để lại lưỡng đạo kiếm cương. Lãnh La tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng bình đắc tình, không đắt hơn. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái tương đối tráng kiện, khổng lồ kiếm cương, cũng là chỉ có thông huyền uy lực. Hoa Vô Đạo thấy thế, mở miệng nói, đây chính là kiếm đạo lý niệm va chạm, mà nhìn thắng thua thắng bại. Một giây sau, quan tài hai bên kiếm cương hướng phía Lãnh La lượn vòng mà ra, Lãnh La kiếm trong tay cương cũng bay ra ngoài. Lúc này, mọi người thấy khác nhau, bởi vì không theo quy tắc nào hình dạng, dẫn đến kiếm cương phi hành trên không trung thời điểm, cải biến quỹ tích, đồng thời hướng phía Lãnh La mà đi. Quan tài cũng tại lúc này hướng xoay chuyển 360 độ, vẹn vẹn dùng thông huyền tu vi, né tránh cái này nhất đạo kiếm cương. Lãnh La thân hình lóe lên, tránh ra trong đó nhất đạo kiếm cương. Một đạo khác kiếm cương, thế mà cũng đang thay đổi quỹ tích, có chút ngoài dự đoán đến. Lãnh La đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cái kia đạo kiếm cương tiêu tán, tràng diện yên tĩnh trở lại, đám người thấy được một mặt mộng bức, không biết người nào thắng ai thua. Đám người không chớp mắt nhìn xem mặc sắc quan tài, không có hoa lệ đánh nhau, không có mãnh liệt nguyên khí ba động, càng không có âm quỷ xảo trá quỷ kế, chỉ có đối kiếm thuật lý giải, ta thua. Lãnh La chắp tay, hắn không muốn giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Kỳ thật đại gia cũng nhìn ra được, Lãnh La có chút coi thường, nhưng là luận bản chính là như thế, chủ quan hoặc là khinh địch đều là nhược điểm chí mạng. Lãnh La tại động thủ kẹp kiếm cương thời điểm, liền đã xác định, cho dù nghiêm túc đối đãi, nhiều lắm là cũng chính là nhiều chống đỡ mấy chiêu hạ tràng. Kết quả đồng dạng, chẳng bằng sảng khoái một ít, nhận thua kết thúc. Hoa Vô Đạo lại lần nữa đảm nhiệm sứ ngôn viên. Lãnh Tiền bối tay không tiếc kiếm cương, hoàn toàn chính xác xử lý làm cho thỏa đáng hoàn mỹ. Đáng tiếc là, thông huyền mới vừa qua thối thể, làm không được tay không tiếc kiếm cương. Nếu thật là thông huyền luận bàn, cái này đạo kiếm cương xẹt qua chính là cổ. Bất quá, Lãnh Tiền bối am hiểu đạo ẩn chi thuật, kiếm đạo cũng không phải là hắn sở trường. Đám người gật gật đầu, không hổ là Bắc Đô đệ nhất kiếm đạo thiên tài, ngưng kết ra bất quy tắc kiếm cương. Bội phục, bội phục. Lãnh La lù lại, Phan Ly Thiên đi ra, hắn đầu tiên là uống một ngụm rượu, liền đem hồ lô rượu ném về Phan Trọng. Tiếp lấy, cái này lão Phan tâm thật là đủ lớn, vũ khí cũng có thể như thế tùy ý. Lão hủ cũng không phải Lãnh La, Lãnh La dù sao quá non, kinh nghiệm quá nhỏ bé. Lãnh La trầm mặc không nói lời, thua chính là thua, không có gì tốt giải thích. Những này rác rưởi lời nói, mỗi ngày đều nghe dính nhau, một điểm ý mới đều không có. Cung Nguyên Đồ mở miệng nói, lão khất cái, chính là lão hủ, kiếm đạo chi đạo, thông nguyên liền có thể sinh âm dương, hòa thái cực, sinh tứ tượng, kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng. Cung Nguyên Đồ nói ra. Phan Ly Thiên nói ra, nếu là thông huyền, nhiều nhất chỉ có lưỡng đạo kiếm cương, chờ nói sinh sôi không ngừng, sợ là tứ tượng cũng làm không được. Cung Nguyên Đồ đang muốn nói chuyện đến. Phan Ly Thiên lại lần nữa cất cao giọng, tiếp tục nói, lão hủ vào Nam Già Bắc, kiếm đạo cao thủ gặp qua không ít, ngươi là nghĩ lấy cương khí hoàn thành kiếm trận, hình thành tứ tượng, đạt đến sinh sôi không ngừng. Có ý tứ, Cung Nguyên Đồ đến hào hứng, lão hủ nói qua, lão hủ cũng không phải Lãnh La. Phan Ly Thiên khả có một ít người đắc trí giống như quay đầu nhìn xuống Lãnh La. Nhưng mà, Cung Nguyên Đồ lại nói ra,
Vậy liền để ta lãnh giáo một chút người phương pháp phá giải. Quan tài phía dưới xuất hiện một cái đường kính hơn 2 mét thái cực vòng sáng, một âm một dương, âm dương luân chuyển, từng đạo kiếm cương trôi lơ lửng. Lãnh La vỗ tay, Thông Huyền làm đến mức độ như thế, lão Phan, nhận thua đi. Mê mơ, Phan Ly Thiên nhìn trên mặt đất vòng sáng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dù kiến thức uyên bác, cũng biết có phương pháp này. Nhìn chung thiên hạ kiếm đạo thiên tài, lại không một người có thể thực hiện cái này cái lý luận. Rất nhiều kiếm thuật nghiên cứu đã sớm mất đi vốn có mục đích cùng giá trị. Thiên hạ kiếm tu, có mấy người không quan tâm giết địch uy lực cùng bản sự. Phan Ly Thiên đến hào hứng. Hắn mặc dù không biết cung nguyên đô là thế nào làm đến, có thể muốn lãnh giáo một chút một chiêu này kiếm đạo. Tay phải chậm nhất, một cái hơi so bàn tay lớn thái cực quang ấn ra hiện. Chu Kỷ Phong, Phan Trọng, cùng với rất nhiều các nữ đệ tử, hai mắt tỏa sáng. Cái này là hắn nhóm lần thứ nhất nhìn thấy Phan trưởng lão xuất thủ, cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái này vị trong truyền thuyết lão giả điều động nguyên khí. Một cái lão khất cái, một cái tiền nhiệm tu vi bị phế, hoàn toàn mất đi tu hành lão khất cái. Cuối cùng có điểm lúc trước cái bóng. Chỉ bất quá, nắm giữ thái cực ấn là cái gì đạo môn công pháp? Dưới mặt nạ Lãnh La cũng là lộ ra ánh mắt tán dương. Phan Ly Thiên một trường đẩy ra, cái kia đạo thái cực ấn bên trong toát ra nhất đạo kiếm cương, dùng ấn ra chỉ kiếm cương. Đồng thời, cung nguyên đồ chỗ khu vực cũng bốc lên đạo đạo kiếm cương. Theo lý mà nói, thông huyền cảnh nhiều nhất chỉ có thể khống chế lưỡng đạo kiếm cương, nhưng tài hạ phương cỡ nhỏ trận pháp gia trì hạ có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng nguyên khí. Song phương kiếm cương lao vùng vụt, tất cả mọi người không tự giác lùi lại. Cái này mẹ nó cái nào là thông huyền cấp chiến đấu, thế nào nhìn đều giống như Phạn Hải. Phanh phanh phanh, kiếm cương đụng vào nhau. Phan Ly Thiên mỉm cười, dậm chân hướng về phía trước, già nua đại thủ hướng xuống đất vỗ. Oanh, đá xanh sàn nhà toàn bộ vỡ vụn ra, trận bàn vỡ vụn. Tốt, Phan Trọng không khỏi vỗ tay. Cương càng ra càng cay, không có người quy định kiếm đạo cũng chỉ có thể sử dụng kiếm cương. Thông huyền cảnh tu hành giả đánh nát sàn nhà rất phù hợp tình lý, thối thể liền có thể làm đến. Ngay tại đại gia coi là Phan Ly Thiên muốn thủ thắng thời điểm bền đến, những cái kia bị chấn nát trận văn ngưng kết thành cương, hội tụ vào một châu hướng phía Phan Ly Thiên thái cực ấn bay đi. Thái cực ấn nát không nhiều không ít, cung nguyên đô còn thừa lại lưỡng đạo kiếm cương lơ lửng giữa không trung. Đặc sắc, Lãnh La vỗ tay, đám người thấy được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế nào không tiếp tục đánh, còn không có phân ra thắng bại đâu. Phan Ly Thiên có đầy đủ thời gian lựa chọn ra chiêu, cung nguyên đô có lại nhiều kiếm cương thì có ích lợi gì. Nghi hoặc ở giữa, Phan Ly Thiên chắp tay, lão hủ cam bái hạ phong. Hoa Vô Đạo gật đầu, lại lần nữa đảm nhiệm giải thích. Thông huyền cực hạn đã đến. Đám người nghe vậy rất minh bạch, hắn nhóm đều xem nhẹ vấn đề này. Hoa trưởng lão nói không sai, Thông huyền có thể khống chế nhất đạo pháp ấn cùng lưỡng đạo kiếm cương đã là cực hạn. Cung nguyên đô trận văn vỡ vụn thời điểm còn có lưỡng đạo kiếm cương đã mạnh hơn một bậc. Phan Ly Thiên cười nói, các hạ thủ đoạn thật là làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Nói xong hắn lui trở về. Nếu như nói liền Lãnh La cùng Phan Ly Thiên dạng này kinh nghiệm phong phú lão tiền bối trên kiếm đạo đều không thể chiến thắng cung nguyên đô, kia những người khác liền càng không khả năng. Tuổi trẻ hậu bối tu hành kinh nghiệm nông cạn, tuyệt không phải thiên phú có khả năng bù đắp. Hoa Vô Đạo chắp tay, ta thì thôi, ta chỉ am hiểu phong thủ. Huống hồ lục hợp đạo ấn nhất định phải vào nguyên thần kiếp cảnh mới có thể phát huy kỳ hiệu. Kiếm đạo bên trên càng là ngớ ngẩn một cái, phất phất tay, hắn cũng lui trở về. Tam đại lão tướng không người có thể chiến, trang diện tựa hồ có vẻ hơi xấu hổ. Cung Nguyên Đô ha ha nói, ta tại kiếm khư bên trong nghiên cứu khổ tu kiếm đạo trăm năm, thắng nguyên nhóm không hiếm lạ. Đoan Mộc Sinh huy động Bá Vương Thương khẽ nói, bất quá là một ít mồm mép công phu, cũng không phải tu vi chân chính so đấu. Chiến trường chém giết, người nào cùng ngươi nói quy tắc công bằng? Đúng à, ai sẽ áp chế tu vi, ai sẽ cất giấu đòn sát thủ không cần. Bá Vương Thương va chạm đá xanh sàn nhà, Đoan Mộc Sinh trên người nguyên khí giống như sóng biển hướng bốn phía phát tiết, những người khác liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là Phan Ly Thiên cùng Lãnh La cũng không có nhiều như vậy năng lượng. Tràng diện bên trên chỉ có Đoan Mộc Sinh cùng ngụm kia mặc sắc quan tài xa xa tương đối. Châm mặc một lát, cung nguyên đô mở miệng đến, ta như toàn lực chém giết người nhất định chết, đương nhiên ta cũng vô pháp tiếp tục tái chiến. Quan tài không hề động, tựa hồ là lại cho Đoan Mộc Sinh suy nghĩ thời gian. Ngươi dám không? Ma Thiên các đám người cũng biết Đoan Mộc Sinh tính tình, sôi nổi lắc đầu thở dài. Đoan Mộc Sinh đưa tay, Bá Vương Thương tại hắn điều động hạ rời đi mặt đất, rơi vào trường bên trong. Hùng hồn cương khí vần quanh Bá Vương Thương, vậy liền thử xem. Ông, một tòa khoảng 3 trượng pháp thần xuất hiện tại sau lưng, dưới trường kim liên hai mảnh diệp từ 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 xoay tròn. Đám người xôn xao, không nghĩ tới Đoan Mộc Sinh lại to gan như vậy, cũng không nghĩ tới hắn hội không sợ chút nào ngăn tại phía trước. Bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Đoan Mộc Sinh nghe ta một câu, không thể lỗ mãng. Hoa Vô Đạo khuyên nhủ, cái này dù sao cũng là Bắc Đô kiếm đạo thiên tài, hắn có thể thiết hạ quy củ, dùng thông huyền tu vi luận kiếm luận bàn đã cho cơ hội, cần gì lấy mạng tương bác, không đáng giá. Hoa trưởng lão không cần lại khuyên, sư phụ không tại, ta không đỉnh, người nào đỉnh?
không có Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung mà Thiền Các sư phụ không tại, tự nhiên là Đoan Mộc Sinh nhất có phân lượng. Theo lý thuyết, Phan Ly Thiên, Lãnh La đều có tư cách đứng ở phía trước, bất quá hắn nhóm tu vi còn lâu là mới khôi phục, cũng chỉ có thể nhìn xem. Thật rất tốt, Cung Nguyên Đô thanh âm đề cao, ta ngược lại là xem nhẹ cơ huynh lại có như thế đồ nhi. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhìn một cái chân chính kiếm đạo. Quan tài chung quanh nguyên khí kịch liệt khởi động sóng dậy, cùng vừa rồi so sánh cách biệt một trời. Nhưng mà ngay tại cố quan tài kia từ từ lơ lửng thời điểm, đồng các phương hướng truyền đến càng thêm thanh âm trầm thấp. Lui ra, Đoan Mộc Sinh toàn thân một cái giật mình, liều mạng một gối quỳ xuống. Sư phụ, Lãnh La, Phan Ly Thiên cùng Hoa Vô Đạo nhìn về phía nơi xa, trừ ba người bọn họ, những người khác sôi nổi quỳ xuống. Các chủ, đồng các phía trên, Lục Châu chân đạp hư không, giống như Long Vũ, chậm rãi bay tới. Tiểu Diên Nhi nghênh đón, hưng phấn nói, sư phụ, người cuối cùng đến, kiếm khư bên trong cái kia bệnh tâm thần chạy tới quấy rối. Lục Châu rơi xuống, chắp tay trước đi, Lãnh La đám người hướng phía Lục Châu hơi hơi chắp tay. Lục Châu ánh mắt rơi vào cổ quan tài kia bên trên, hơi dò xét nhân tiện nói, uống rượu. Trong quan tài Cung Nguyên Đô thanh âm hơi hơi rung động, cũng không biết là kích động còn là hưng phấn. Ha ha, ha ha ha, còn là câu huynh hiểu ta. Bên cạnh nữ tu liều mạng đi bắc các, lấy bách niên trần nhưỡng, lại tại Ma Thiên Các trước đại điện, bày xuống cái ban. Lục Châu vuốt râu nói, người tốt xấu là trưởng bối, khi dễ hậu sinh vãn bối, bản tọa vì ngươi xấu hổ. Quan tài chậm rãi rơi xuống. Đám người xù xì không thôi, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Cung Nguyên Đô, lập tức giống như là ỉu xìu như vậy. Cái này khí chàng, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ nhân vật như vậy, có thể vững vàng vượt qua hắn. Cơ huynh, cũng không phải bội ước người. Lục Châu thần thái tự nhiên, trên thực tế hắn cũng không biết chính mình vì cái gì bế quan lâu như vậy. Kỳ diệu là, hắn cảm giác giống như chỉ là qua vài ngày nữa giống như. Mở mắt ra thời điểm, mới rất mình minh bạch, qua đi một tháng. Lục Châu không có dây dưa với hắn cái đề tài này, mà là phất phất ống tay áo. Một vò rượu bay lên cái bàn. Người dự định một mực trốn ở trong quan tài, mùi rượu bay ra, thấy được Phan Ly Thiên lòng ngừa ngày khó nhịn, ha ha cười nói, không nghĩ tới là người trong đồng đạo, nếu là biết sớm như vậy, lão hủ phải cùng người đấu tử, mà không phải luận kiếm. Rượu, vốn là di tình đồ vật, từ xưa đến nay, văn nhân nhà thơ, ngâm thơ đối lập, đều thiếu không được rượu, quân nhân luận bàn, mùa đao làm kiếm, rượu càng là ắt không thể thiếu. Lục Châu chậm rãi ngồi xuống, tiện tay vung lên, vò rượu ở dưới sự khống chế của hắn, tinh chuẩn không sai lầm đổ đầy chén rượu. Hai chén rót đầy, mùi rượu bốn phía, Phan Ly Thiên nước bọt đều muốn chảy ra. Nếu không phải biết đối thủ kẻ đến không thiện, hắn thật là có khả năng xông đi lên uống thật sảng khoái. Lục Châu bưng chén rượu lên, nhỏ nhấp một cái, kéo kẹt, quan tài phát ra dị dạng thanh âm. Cung Nguyên Đô hào tử trình độ, cùng Phan Ly Thiên không kém bao nhiêu. Cái này mùi rượu tràn ngập bốn phía, để hắn thực trong lòng ngứa. Lục Châu cái này một ngụm rượu tuyệt không nuốt xuống, mà là nhẹ nhẹ phun một cái, tu đến. Rượu thành kiếm, dây lát thành ba đường, trái phải giữa, kích xạ quan tài. Phanh phanh phanh, tan đạo kiếm cương, đính tại trên quan tài. Hoa Vô Đạo tán thán nói, ta kém chút quên, các chủ trên kiếm đạo tạo nghệ. Nhớ ngày đó, Vân Tông La Trường Khanh, không chỉ một lần trước mặt mọi người khen qua Ngô Thượng Nhung kiếm thuật, nhưng là, Ngô Thượng Nhung sở học, không phải là các chủ dạy. Đồ nhi đáng sợ như thế, sư phụ há lại sẽ kém. Cung Nguyên Đô khàn khàn nói, bội phục, phổ thông kiếm đạo cao thủ, chỉ có thể ngưng khí thành cương. Chân chính kiếm đạo cao thủ lại là vạn vật vì kiếm. Đối mặt đám này mông ngựa, Lục Châu không có ba động, mà là vuốt râu nói, điêu trùng tiểu kỹ không đáng giá nhắc tới, một chiêu này ngươi có thể chống đỡ được, kia hắn vì cái gì không có cản. Két đến cô quan tài kia cái nắp hướng lượn vòng, nội bộ một cỗ cương khí hướng bốn phía bành trướng, một bóng người đi ra. Hô, Cung Nguyên Đô xuất hiện tại đám người trong tầm mắt, bần thỉu giống như là người nguyên thủy, mặt mọc đầy râu, thân vải rách quấn quanh, trên cánh tay đều là dơ bẩn, cơ bản không nhìn thấy làn da. Đây chính là Bắc Đô đệ nhất kiếm đạo thiên tài, Cung Nguyên Đô bộ mặt thật, giống như là báo tương xác ướp giống như. Thấy được đám người lui lại một bước, cái này là trường kỳ sinh hoạt tại trong quan tài gây nên. Bình thường tu hành giả vào thông huyền liền có thể làm đến thiếu ăn, vào phạn hải thường thường 3 năm ngày ăn một bữa cơm liền có thể sinh tồn, vào thần đình 10 ngày nửa tháng ăn uống một lần liền có thể, vào nguyên thần liền có thể nạp thiên địa nguyên khí làm thức ăn, bất quá thời gian quá dài cũng cần bổ sung đồ ăn. Rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào tại quan tài bên trong sinh tồn, ăn uống ngủ nghỉ gần như chỉ ở tấc vuông ở giữa, săn bắt lăng mộ chuột côn trùng, việc này không thể nghĩ lại, tưởng tượng liền toàn thân khó. Mùi thối bị đều hộ thể cương khí ngăn tại bên ngoài, ánh mắt tụ tập tại hắn trên người một người. Cung Nguyên Đô mở mắt, tựa hồ là không thích ứng trước mắt tia sáng, hắn thích ứng chỉ chốc lát mới đưa ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn rượu, đồng thời nhìn lướt qua Lục Châu. Cao huynh biến, Cung Nguyên Đô chậm rãi nhập tạ. Ồ, nói không nên lời, tay phải hắn vừa nhấc, toàn bộ vò rượu lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, ngửa đầu hướng lên trên. Vò rượu bên trong rượu giống như thác nước hạ xuống. Ơ ngực,
thông khoái. Cùng hắn so sánh với, Lục Châu cái này loại bưng ly rượu nhỏ, miệng nhỏ nhấp rượu, ngược lại lộ ra không phóng khoáng. Uống xong một vò, tiện tay vung lên, kia vò rượu bay đến một bên, chậm rãi rơi xuống, tinh chuẩn không sai. Cơ huynh, ta tu vi đã lớn không bằng trước, như đao thật thương thật tương bính, ta thua không nghi ngờ. Cung Nguyên Đầu nói, trên mặt bùn từng khối chóc ra. Lục Châu thở dài nói, biết gió đại nạn sắp tới, cần gì xoắn suýt chấp niệm. Cung Nguyên Đầu ông dung thở dài, nói ra, cơ huynh, ngươi không bằng ta. Ồ, không bằng ta tâm ngoan thủ lạt, không bằng ta của quyết lãnh huyết. Trình độ nào đó mà nói, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Lúc trước, ta bại vào ngươi tay, ngươi đại có thể giết ta, cũng sẽ không có liên tiếp khiêu chiến, cùng hiện tại hoàn cảnh. Cung Nguyên Đầu nói ra, Lục Châu bưng chén rượu lên, chậm thanh nói ra, ngươi không hiểu. Cung Nguyên Đầu nghi hoặc, Lục Châu tiếp tục nói, ngươi mà chết, bản tọa liền không đối thủ nữa. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Cô huynh cân nhắc, có thể bị cái này quát tháo thiên hạ đệ nhất ma đầu như thế thưởng thức. Cung Nguyên Đầu nội tâm trong bụng nở hoa, bất quá trên mặt bùn, cùng với trường kỳ ẩn sâu quan tài duyên cớ, mặt ngoài cơ hồ nhìn không ra ba động. Rượu tới, Cung Nguyên Đầu phát tay, phụ cận nữ tu hành giả nhóm cấp tốc lại đưa đến mấy chục đàn bách niên trần nhưỡng. Phan Ly Thiên một trận ước ao ghen tị, mà thiên các bách niên trần nhưỡng lại nhiều cũng không chịu nổi cái này kẻ uống pháp. Cung Nguyên Đô nơi nào sẽ chiều cố đến Phan Ly Thiên cảm thụ, lại lần nữa đối đàn uống rượu, một vò rượu một lát uống sạch. Còn mời cơ huynh thỏa mãn ta cái này cái người sắp chết cuối cùng tiếc nuối. Cung Nguyên Đô chắp tay, đã như vậy bản tạ liền thanh toán ngươi. Lục Châu thản nhiên nói, quy củ cũ, dùng đạo luận kiếm. Cung Nguyên Đô đảo qua Lãnh La, Phan Ly Thiên cùng với Hoa Vô Đạo ba người. Hoa Vô Đạo đứng dậy, đem trước sự tình lại lần nữa trình bày một lần. Cho dù không nói, Lục Châu cũng minh bạch Cung Nguyên Đô ý tứ. Hắn tại Kiếm Khư Lăng mộ thời điểm cũng đã nói tu vi giảm nhiều, càng không khả năng có cái gì hủy thiên diệt địa thủ đoạn đánh với hắn một trận. Ba, Cung Nguyên Đô đơn trưởng lật một cái, trước người bình rượu bay lên, rượu một vẩy rơi xuống thành cương, mặt đất xuất hiện cùng trước đó đồng dạng thái cực ấn, tiếp theo sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng. Ấn thành thời điểm, thân trước xuất hiện đạo đạo kiếm cương, chiêu số giống vậy, cái này vị tung hoành thiên hạ đệ nhất ma đầu sẽ như thế nào ứng đối đâu. Vừa rồi bại vào một chiêu này phía dưới Phan Ly Thiên trừng thẳng con mắt, muốn nhìn rõ ràng Lục Châu mỗi cái chi tiết, nhưng mà hắn lại phát hiện Lục Châu thủy chung bưng chén rượu không nhúc nhích tí nào, thâm thúy đôi mắt bên trong ngậm lấy cực độ tự tin, đến cùng là tự tin còn là tự chịu. Hư, mấy đạo kiếm cương bay tới thời điểm, Lục Châu đột nhiên vung chén, chén rượu xoay tròn xuất hiện nhất đạo thái cực ấn. Phan Ly Thiên cau mày, lão hủ phán đoán không sai. Thái cực ấn ngăn trở kiếm cương thời điểm, Lục Châu bàn tay rơi xuống, ba trận văn đánh tan, thái cực ấn tiêu thất, tứ tượng kiếm trận cũng tiêu thất. Khác biệt duy nhất là Cung Nguyên Đô không có còn lại kiếm cương. Lãnh La chắp tay nói, chiêu số giống vậy, người khác nhau xuất ra, hiệu quả lại chênh lệch lớn như vậy. Phan Ly Thiên mặt mo đỏ ửng nói ra, thiếu ép buộc ta, Lãnh La cũng sẽ không bỏ qua cái này cái liền sẽ. Vừa rồi Phan Ly Thiên không ít ép buộc hắn, thông huyền cực hạn đã đến, đánh ngang. Cung Nguyên Đô lắc đầu, một chiêu này ta bại. Hắn nhìn về phía Lãnh La đám người, chậm rãi nói, tứ tượng trận tiêu hao sau thái cực ấn đánh 4 lần không ngừng, cơ huynh dù đánh ra một trưởng có thể tổng thể tiêu hao xa thấp hơn ta, dùng ít nhất năng lượng đánh ra uy lực lớn nhất, ta tâm phục khẩu phục. Lục Châu phong khinh vân đạm, cũng không thèm để ý mông ngựa của hắn. Đây bất quá là hắn nhiều năm như vậy tu luyện kiếm đạo lịch duyệt kinh nghiệm một bộ phận thôi, chỉ là không nghĩ tới hội tại trường hợp này có ích đến. Cung Nguyên Đô nắm lên vò rượu, hướng phía không trung vẩy lên, hô, vò rượu bên trong rượu vẩy ra lại đến, bình rượu đột nhiên vỡ ra, rượu ngưng tụ thành từng đạo lợi nhận,